Dạ muốn đi mua áo đấy. Dạ muốn đi qua bên đó mua áo hả? Ồ, đây Quyên ẩm gà đi mua áo nha. Đi mua áo thôi. Trời đất ơi, chị chờ cưng nãy giờ nè. Thế làm cho bà lâu dữ vậy? Đi thôi, hôm nay bên Testimon giảm giá áo quá trời luôn. Đấy đó. Đấy. Rồi. Đây nè gà. Nè bé gà nhìn nè, quá trời giảm giá luôn. 244.000 mà giảm còn có 49.000 nè. Trời chết chưa? Đâu bé gà chọn áo đây. Không biết không. À không thích cái này. Cái xinh nè. Bây giờ lên. Cái này xinh nè. Cái gì cho bà nội? À không luôn, vẫn đang lựa. Đây gà lựa. Cái nào có cái đâu? Này đúng không? Thôi cái này. Ủa cũng không luôn. Đâu. Dạ, cái nào xanh chùm cái dây đúng không? Trời con em. Đảo luôn lại đi hả? Lột áo luôn. Ôi trời ơi. Phải thử đồ chứ. Wow. Vậy là con chọn cái này đúng không bé? Ok. Đi tính tiền. Gạo phủ đâu? Tính tiền. Ủa tính tiền ở đâu đây? Cái gì vậy bà nội? Bây giờ cho chú tính tiền nha. Trời ơi xinh quá à. Cảm ơn em. Cảm ơn. Gà đã có áo mới. À mấy gì ôi. Đoạn. Đây. Hỡi gương kia ngự trên tường, hãy nói ta nghe thử xem sao trên đời có ai sánh ngang sắc đẹp của ta. Khi xưa bà đây đẹp trai cứ không ai vượt qua. Nhưng mà có bánh tết nay muôn phần đẹp hơn.